có thông báo về việc Facebook sẽ đổi tên trong tuần tới, nhiều người dùng bày tỏ sự nuối tiếc, hụt hẫng khi cái tên Facebook đã quá quen thuộc và phổ biến tại Việt Nam. Theo đó, công ty truyền thông xã hội khổng lồ Facebook đang có kế hoạch đổi tên công ty để tập trung vào việc xây dựng vũ trụ ảo Metaverse. Việc thay đổi tên này sẽ được thảo luận tại hội nghị kết nối thường niên của công ty vào ngày 28 tháng 10 tới đây, do giám đốc Mark Zuckerberg điều hành. Tuy nhiên, việc công bố tên mới thay cho tên Facebook có thể sẽ được thông báo sớm hơn. Khả năng cao, việc đổi tên của công ty chủ quản sẽ đưa ứng dụng Facebook xuống ngang hàng với các sản phẩm khác như Instagram, WhatsApp hay Oculus. Trước Facebook, vào năm 2015, Google cũng đã hợp nhất toàn bộ tập đoàn dưới một công ty mẹ có tên là Alphabet để mở rộng danh mục hoạt động. Google muốn cho thấy công ty không chỉ là một công cụ tìm kiếm mà còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như chế tạo ô tô không người lái, thiết bị y tế. Và bây giờ là Facebook, thay vì một công ty truyền thông xã hội, người dùng sẽ nhìn nhận họ như một công ty về vũ trụ ảo. Nhiều người dùng chia sẻ rằng Facebook là trang mạng xã hội gắn kết người dùng ở mọi lứa tuổi và khắp nơi trên thế giới. Nó quá gần gũi và quen thuộc với người dùng. Việc thay đổi tên này sẽ khiến nhiều người lạ lẫm, thậm chí là từ bỏ mạng xã hội.